tháng hơn tháng. Một tháng. Mọi người thấy cái tay nắm cứng không? Đây nè, thấy không, cái tay cứng cứng vậy nè. Thấy không, nhưng mà lái xe chút xíu là tay tê hết đúng không? Dạ. À, thì khi mà mình bị bệnh á, thì mình cứ tưởng là mình bị hai cái tay này tê là do cái gì đó. Nhưng mà thiệt ra hai cái tay tê là do cái cột sống cổ. Ok. Rồi, khoan. Quay qua vậy. Đó, vậy rồi quay lại. Rồi quay. Rồi, bóp cái tay lại coi như sao rồi. Bóp cái tay lại coi nó mềm chưa? Dạ, mềm mà thầy ơi. Đang tê quá thôi. Đang lại lần nữa. Đang ta vô đúng rồi. Đó. Kẹp sát vô đi. Kẹp sát vô. Kẹp vô. Ok. Rồi. Ngon lành chưa? Cổ rồi ngon lành chưa? Rồi. Vậy đó, tính sao? Tính sao? Chữa cái thôi. Dạ. Lợi cái muốn chữa hết bệnh luôn hả? Thôi. Mềm mềm, cái chân mềm lại. Mềm đi cứ gồng. Sao gồng như vậy không? Sợ, sợ đau hả? Sợ đau. Sợ đau lên gì hả? Rồi co lên. Quá, co cái này bàn chân này đó đúng rồi. Rồi hạ xuống. Rồi co lên. Rồi hạ xuống. Rồi co lên. Đúng rồi, hạ xuống. Rồi co lên. Rồi hạ xuống. Rồi co lên. Hay quá. Rồi ở đây cũng vậy. Nè, co lên hạ xuống như tôi làm hết rồi. Nữa. 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 Rồi nữa. Rồi được rồi. Rồi nằm sấp. Rồi hai cái tay xuôi ra nha. Như nãy tôi nói mọi người đó, là khi mà bị cái chân á, thì thường thường á là hai chân này yếu là đều bị ảnh hưởng cái cuộc sống một phần nào ha. Cho nên khi mà mình xử lý thì mình cũng phải xử lý cái cuộc sống của cô này. Thấy không? Đấy. Ngon lành ha, đâu có gì đâu. Thấy chưa? Ngon lành quá trời ha. Rồi, nằm nghiêng đây. Nằm nghiêng qua đó, đây qua đây nằm đó vậy đó. Đó, đúng rồi. Rồi, tiếp vậy. Rồi hai không, cái này xếp vô vậy đó. Đúng không? Được chưa? Ô, sướng quá. Rồi, đau quá. Đã mê lên. Bởi vậy là chữa tay không chưa chịu. Thấy không? Lâu mới được có dịp gặp thầy, có cơ hội gặp thầy. Dạ, cơ hội gặp thầy hả? À. Rồi, tiếp lên đó. Rồi, được chưa? Được chưa? Mềm người. Rồi, xích ra đi. Đó, rồi, ok. Thẳng cái chân này đó. Đây, thẳng cái chân ra. Thẳng cái người qua đây tí xíu. Đúng rồi. Đây, ra, thẳng cái lưng ra, lưng lên. Đó, đúng rồi đó. Rồi, cái chân này thẳng ra nè, thấy chưa? Đè xuống nè, thấy không? Đó. Một, hai. Ok, qua bên kia.
chúng trời gặp thầy ha. Bỏ chuyện gì ra, đó chuyện đưa xuống đây. Rồi, mong mà đưa vào đây, đó, tôi đè xuống đây nha. Nghe không? Rồi, ngón lên nè. Thôi, đứng dậy. Ôi trời ơi, bây giờ nghe sao rồi, bây giờ ngồi xuống đứng dậy rồi sao rồi? Ngồi xuống đứng dậy mạnh dạn. Khỏe quá nè. Khỏe quá. Quay cái này qua đây, đứng cái này. Rồi xuống đây chút, rồi ngồi xuống đứng dậy thoải mái đi. Bây giờ ngon rồi, đứng dậy. Ôi trời ơi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.